Rồi, Dũng Cô Đất xin chào tất cả những anh em đang mơ chim cu gáy nha. Hôm nay mình sẽ đưa một con cu thổ phê, một gục, gọi là một hậu đó, tiếng tốt. Con chim này là một con chim hàng độc của mình. Nuôi này đã một năm rồi, xiên gáy rồi. Riêng con chim này thì mình nói với độ gu của nó nè, rất là bền. Một con bắt con cu này là một quá trình rất là lâu. Con cu này là một con cu chung là cái độ vào trong nó gu với cu lông mình là mình không có hình dung nói cái độ gu trong nó nhé anh em. Thúc là gù vào trong là ca dặm lót, nói chung là các bạn đâu có chúng mình, mà đây là một chim đu nước nha anh em, tiếng cực kỳ tốt. Nói chung nó vào trong cây nó làm với cu môi mình là mình không còn nghe tiếng con chim lông của mình nữa. Đây là một con chim của một ông chú của mình bác nuôi đây một năm rồi, mình hỏi ông biết mới được, ông mới cho được quay con cu này lên cho anh em xem nha anh em. Dàn cườm đó là anh em thấy là lẻ tới trước ngực và yếm vào trong cái lông ngực ức của nó này, một cái miệng rất là đẹp. Con này mà khi lên môi thì anh em đừng có lo là nó ly hoặc là chậm gáy gì hết nha anh em. Nói chung mình chơi cu cũng lâu nay, nhưng mà mình gặp một cái con thổ phê mà đóng một cái miệng như thế này là nói chung mình rất là mơ này, khó tim. Anh em thấy không? Chi que mà sâu thét lại giống thẳng vào trong này anh em thấy chưa? Còn anh em coi cái ngoại hình của nó này, dần lông là học dầu, cái lông là cứng chắc nằm ở bên. Con chim này vừa cái liên giáp nó là anh em không còn phải suy nghĩ nữa nha. Con này là lúc trước, có một năm trước là một con mồi thổ phê của một ông chú của mình bắt này. Con này thì nó to thì anh em to và dài thì không có còn phải suy nghĩ nữa. Anh em coi đều mặt nó này. Thổ thù thở to hình bắp chuối, đều mặt đóng hung, miệng thì nhỏ mà nhọn cứng. Anh em thấy chưa? Mình nói thiệt luôn, không dở tim những con cu như thế này đâu nha anh em. Con này là xiên ghế rồi, tiếng ấm thì thổ phe là anh em đã biết rồi đó. Em coi tổng quát cái thù nó này, ngực này là to, thổ mà đếm một bộ lông đen học dầu quá là đẹp. Con này thì lúc ông mới bắt vừa là mình có hỏi mua đem vừa nuôi năng nữ ông biết mà ông không nhường nha anh em. Đây một năm rồi mình làm bị trang này thì được cũng khoảng 3 tháng thì mình năng nữ quá nhiều, ông mới cho quay con cu này lên
về giao lưu với anh em nè. Thấy không? Chân thì quặm to. Chân đó thì nó đơn giản rồi, mình nói chân nó là tốt rồi. Bạn dĩ nó nè, giống hứa to nè. Nó đứng hơi khúc. Con này mà khi thay một bộ lông rồi sau này nó lên mồi á, anh em đào tạo mà ở trong cái lồng lé thì chắc dưa đấy, là anh em chỉ thấy con cua này là mơ thôi. Cho ăn những con cua này mình không có thấy ớn nha anh em, không gáy mình vẫn nhìn nó là mình để cảm giác rồi. Đây là ăn uống đơn giản thôi nên là lòng lé nhìn nó cũng không được nhiều đâu. Lúa này bình thường thôi, mình nuôi là chủ yếu chắc bền, không cần ép nó. Còn những anh em mà cho ăn kỹ đầy đủ mì cơ hoặc là bo bo gì đó là thôi, con chim này thì anh em khô cái bàn nữa nha anh em. Quá đẹp. Rồi, mình xin chào tất cả những anh em nào đang xem con thổ phê rất độc này của mình nha. Không những đẹp mà rất là cứng luôn nha anh em. Rồi, mình chào những anh em đang xem cái video này của mình nha.